Em Thu chỉ nhìn được có, nếu mà ai vào xem thì em Thu thấy có chữ là ví dụ như anh Nguyễn Xuân ấy, hay là chị kia à, thì là đang xem này, anh Kiên Lê đang xem này. Đấy, còn các bạn, các anh mà cứ comment lên thì em nhìn thấy bình luận rồi nhá. Thế nhưng mà mắt xem em không biết bây giờ có bao nhiêu anh chị trong livestream của em Thu. Thì dù có ai chăng nữa em cũng rất là vui, cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã yêu quý em Thu và đã theo dõi những cái livestream của em Thu trước đây và hôm nay. Và em cũng xin nhờ những cánh tay yêu thương của quý cô chú anh chị hãy lan tỏa cùng em Thu, giúp cộng đồng chúng ta biết đến cái công nghệ giao thông vận tải cấp 2 của nhà khoa học Anatoly Ulitsky. Đó là một công nghệ mới, một công nghệ giao thông thông minh cấp 2. Đấy, tới đây sẽ thay thế giao thông cấp 1. Các anh chị biết giao thông cấp 1 hiện nay rồi đúng không ạ? Giao thông cấp 1 hiện nay thực tế là nó ùn tắc giao thông, rồi ô nhiễm môi trường, rồi tai nạn giao thông, rồi hệ lụy sau những cái tai nạn giao thông thì anh chị thấy là rất là phức tạp rồi đúng không? Thế thì cái vấn đề này cả thế giới đang nhức nhối, đang cần giải quyết mà chưa có ai nghiên cứu được ra. Mà ngày hôm nay, đấy, cách đây là hơn 45 năm về trước, nhà khoa học Anatoly Ulitsky, ngài đã nghiên cứu cái công nghệ này để giúp toàn cầu, tức là cái giải cứu cái hành tinh này về ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường các anh chị ạ. Đấy, thì khi chúng ta tham gia giao thông thì chúng ta những cái bụi mịn ở ngoài đường thực sự nó nhiều thì có thể là sặc lên mũi, lên mặt chúng ta thì chúng ta mới biết được. Hoặc là những cái mùi xăng dầu nó xả ra khi chúng ta tham gia giao thông trên đường thì các anh chị thấy khí đốt bên trong nó ô nhiễm, rồi bụi mịn ở đường ô nhiễm rất là lớn. Mà toàn cầu chưa có cái giải pháp nào giải quyết triệt để đúng không ạ? Ví dụ như Tết Na nó chỉ giải quyết cái phần là đốt trong thôi đúng không ạ? Cái khí thải độc hại đốt đốt trong thì nó chỉ được một vấn đề đó thôi. Hoặc là ô tô không người lái nữa đúng không? Thế thì nếu như mà nó để một triệt để nó phải giải quyết được là nó không chạy trên mặt đường nữa thì những cái bụi mịn khi chúng ta tham gia giao thông thì nó sẽ gì, không ảnh hưởng đến chúng ta đúng không? Thế nhưng mà vì cái công nghệ đó nó chưa triệt để, đấy, trên toàn cầu chưa có cái công nghệ nào triệt để, mà ngày hôm nay chúng ta có cái công nghệ của nhà khoa học Anatoly Ulitsky, đó, giao thông thông minh của Ulitsky là sẽ giải quyết triệt để cả toàn cầu chúng ta là sẽ gì ạ? Không phải tai nạn giao thông, không phải là khi tham gia giao thông không lo người thân của chúng ta là tai nạn giao thông, hoặc là đi trên đường chúng ta vì đã không bị ùn tắc giao thông và không ô nhiễm môi trường, giảm đi rất nhiều cái phần ô nhiễm môi trường. Thì ô nhiễm môi trường ở đây không phải là do giao thông 100%, mà cũng là yếu tố ví dụ như là khu công nghiệp nhiều đúng không ạ? Khu công nghiệp nhiều thì chúng ta cũng ảnh hưởng cái ô nhiễm, nhưng mà chủ yếu là giao thông đúng không ạ? Chủ yếu là giao thông. Cảm ơn anh Kiên Lê đã tắt tên những người bạn vào livestream của em Thu nhé. Xin chào tất cả các anh chị em nhà mình. Và hiện tại bây giờ có, hôm nay là 12 đúng không ạ? 12 thì hôm qua là 11. Thì bắt đầu những anh chị em cổ đông, các cô, các chú là 28, 27, 28 người đấy. 27 người thì phải. Đang hiện tại đang ở công viên thử nghiệm ở UAE đấy các anh chị ạ. Ở đang sang Dubai. Sang Dubai để thăm cái công viên thử nghiệm và sẽ được gặp ngài chủ tịch đấy ạ, sẽ được gặp ngài chủ tịch. Thế thì trong những ngày chúng ta đã tìm hiểu về Ulitsky, chúng ta hiểu giá trị rồi. Nếu chúng ta đi được là rất là tốt các anh chị ạ. Nếu chúng ta đi sang tận bên công ty, bên tập đoàn thì rất là tốt. Có hai khu công viên thử nghiệm chúng ta đi được một hoặc hai nơi, thì nếu mà đi được hai nơi thì càng tốt, không thì chúng ta đi một hoặc hai một trong hai nơi đúng không? Chúng ta đi được nơi nào cũng được. Thế thì bản thân em Thu thì cũng chưa sang bên đó bao giờ, nhưng cái niềm tin để em Thu nắm giữ cái tài sản, nắm giữ cái cổ phần của cái Ulitsky này, thì cái niềm tin để giúp em không đi nhưng em vẫn nắm giữ nhiều nhất có thể theo cái gì, khả năng và cái sức của em đó. Thì không phải một mình em, bạn Trung Lai cũng thế, nhiều các anh chị em cũng thế đúng không ạ? Thì có một số quý cô chú anh chị từ năm 2018, 19, 20 đến giờ, 21, 22 đến bây giờ là 20 và 21 là những cái năm dịch là không đi được, 2 năm dịch không đi được. Thì từ năm ngoái đúng không, 2022 và năm nay 2023 các anh chị đi rất là nhiều. Đấy, tuy nhiên chúng em không đi nhưng chúng em cũng có những thông tin của quý cô chú anh chị đã ở bên đó, nó quay trực tiếp về đó. Và những cái thông tin chủ yếu là em có cái niềm tin là từ cái sự hiểu biết
và chính cái văn phòng cá nhân của mình, mọi cái thông tin trong đó hết. Bởi vì chúng ta bây giờ là thời buổi công nghệ rồi, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần qua một trang web, chúng ta chỉ cần qua internet sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn những cái thông tin chuẩn nguồn, người thật việc thật rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta thì sang được cái tốt, mà không sang được thì chúng ta cứ cảm nhận và chúng ta tìm hiểu ở chính cái văn phòng cá nhân của chúng ta, khi chúng ta tạo một cái đăng ký và tạo một cái tài khoản để chúng ta đầu tư. Và đầu tư ở đây phải mang tên chúng ta, đừng ủy thác cho ai các anh chị nhé. Chúng ta đừng ủy thác cho ai đấy, tài sản hãy mang tên mình, đừng mang tên người khác. Nhà em ấy 5 người thì 5 tài khoản, 5 tên đấy, ai cũng có quyền lợi để mang tên tài sản, mang tên mình các anh chị ạ. Đấy, từ cái thằng cò nhà em năm nay mới, cháu mới có 5 tuổi thì em cũng ý, tài trợ cho cháu vào đây. Dù sao cái lúc sơ khai là có tên có tuổi vẫn là điều giá trị nhất đó. Em không biết các anh chị như thế nào, nhưng mà em kể cả cái gói của trẻ em ấy, cái gói kit ấy, thì nó cái mức cổ phần thì nó lại thấp, nó không được nhiều như là không được cao như là cái gói của người lớn, nhưng em vẫn chấp nhận và một số các anh chị em chấp nhận là ít cũng được, nhưng mà tài sản mang tên chính con mình. Sau này nếu như mà mình có nhiều thì mình có thể là thừa kế, hoặc mình có thể là cho tặng con thêm thì không sao cả. Thế dù sao cũng phải có một gói để có tên con mình ở đó các anh chị ạ. Bây giờ là con chưa đủ tuổi, nhưng mình là bố là mẹ là bảo trợ được cho con mà, đúng không? Thế tội gì, đúng không ạ? Đấy, chả cái gì bằng biết trước. Vâng, bây giờ em nhìn thấy mắt xem rồi ạ. Bây giờ em nhìn thấy mắt xem rồi đấy, mạng nhà em nó chán thế đấy. Đấy, anh Kiên nê tắt tên rất nhiều những người bạn vào livestream của em Thu. Thì qua cái livestream này em cũng nhờ những cánh tay của quý cô chú anh chị hãy lan tỏa cùng em Thu, giúp cộng đồng. Nhà nhà có cổ phần của Ulisky, người người có cổ phần của Ulisky, và đặc biệt là những anh chị bây giờ đang gì ạ, làm việc ở bên các nước ở trên thế giới. Các anh chị biết và anh chị sẽ tận dụng cái cơ hội này để nắm giữ dù 10% hay là 20% thu nhập của các anh chị. Nhưng cái số đó ngày hôm nay tuy nó nhỏ, nhưng trong tương lai 2 đến 3 năm tới, các anh chị đấy là một cái tài sản mà các anh chị đã gì ạ, dùng cái số tiền mà đã đi xa quê hương, xa gia đình, chúng ta sang đó để chúng ta làm việc vất vả vì tiền, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta hãy tận dụng tiền để chúng ta nắm giữ cái cơ hội này, để sau là nó sẽ gì ạ, là một cái tài sản lớn cho chúng ta, đúng không ạ? Ở trong đây có chị Hằng, chị Lựu này, và có em Hồng nữa. Em Hồng bây giờ cũng đang ở bên Đài Loan, cũng mong rất là mong về làm việc. Thế thì ở đây là gì, chúng ta bất cứ làm cái gì cũng đều phải học, các anh chị công nhận với em điều đó không ạ? Chúng ta làm bất cứ cái gì chúng ta cũng phải học. Chỉ có việc học thì chúng ta mới thành công được. Chỉ có việc học thì chúng ta mới đạt được cái mục tiêu cuộc sống của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta đi học ở trường học thì thực tế ra cái kiến thức học là phải có, đúng không ạ? Phải có. Nhưng để học để mà làm giàu chỉ có gì? Trường đời thôi các anh chị ạ. Chỉ có trường đời mới dạy chúng ta làm giàu thôi. Chứ còn chúng ta học ở trường học thì chúng ta chỉ gì ạ? Học với cái kiến thức, và chúng ta gì ạ? Gì đi để làm một cái công việc khởi nghiệp nào đó để chúng ta kiếm tiền, để chúng ta lo đủ cuộc sống của chúng ta là cùng thôi. Còn để mà có sự giàu có và tự do về tài chính ấy, thì chúng ta phải học trường đời. 20% là học trường học, còn 80% là học trường đời. Mà tới đây các anh chị ạ, tới đây các anh chị mới biết được cái việc học ở trường ấy, tới đây nó thay đổi nhiều lắm các anh chị ạ, nó thay đổi rất là nhiều. Nhưng ngày hôm nay các anh chị nghe em Thu chia sẻ, các anh chị chỉ biết nghe thôi, các anh chị sẽ ngẫm là tại sao em Thu lại biết trước như thế. Đó, thay đổi rất nhiều, từ giáo dục, từ y tế, thay đổi rất là nhiều các anh chị nhé. Nhưng em cũng không muốn nói sâu vào cái chuyện đó. Em muốn nói sâu về cái chuyện là gì, các anh em bây giờ đang lướt sóng sân sàn, các anh em có những con crypto nào đó, hoặc những anh chị em bất động sản, ngày hôm nay mà biết tin thế này, tức là em phát livestream này không phải là giúp được hết trên cả đất nước chúng ta là biết đến đâu ạ. Đấy, những cái thông tin mà có người tin có người không, thì các anh chị biết không ạ, cách đây hơn nửa năm em đã livestream, đúng không ạ? Em đã livestream và em đã chia sẻ cho rất nhiều anh chị em là hãy bán bất động sản đi. Đấy, nếu cảm thấy mà vốn mà vay ngân hàng thì càng muốn bán nhanh đi càng tốt. Và những anh em tin, và có những anh em chấp nhận bù lỗ một chút, có anh em chấp nhận là lãi ít, có anh em chấp nhận là hòa vốn để ra đất đó để làm việc khác. Kể cả nắm giữ cổ phần hay không nắm giữ cổ phần, cái điều đó là do họ quyết định. Còn ngày hôm nay, cách đây hơn 6 tháng, hơn nửa năm rồi đúng không ạ, em đã mách cho nhiều anh em. Nhưng không phải là ai cũng tin em ngay đâu. Có những người em kết bạn để em cho cái thông tin. Em thấy đăng bài
môi giới bất động sản rồi các thứ là em thấy là em mách, nhưng có người không tin đâu, có người còn không trả lời tin nhắn của em, nhưng có người cũng trả lời, nhưng trả lời theo cái tôi của họ cao mà, họ nghĩ mỗi mình họ biết mà, đấy, họ nghĩ mỗi mình biết, nhưng họ đâu có nghĩ rằng bây giờ nó chuẩn bị kỷ nguyên mới rồi, nó thay đổi hoàn toàn, nó không phải như trước đâu, hoặc 3 năm lại gì ạ, nó như vết dầu loang, ví dụ như là cái đất thổ cư ấy, 3 năm nó như vết dầu, 3 năm nó lại tăng một lần đấy ạ, bây giờ nó không có những cái chuyện đó đâu. Đấy, thì hôm nay em đã có một cái chứng minh là có cái thông tin mà chính của những cái bài báo chính thống nhá, chứ không phải bài báo lá cải vớ vẩn đâu. Bài báo chính thống là người ta đã đăng về cái bất động sản. Đăng về bất động sản và em đã đăng bài rồi anh chị ạ. Đó. Ok, xin chào bạn NATO. Hello bạn Nguyễn Thu thân mến, cảm ơn bạn. Chị chào Vũ Thị Hoa. Chị chứ nhà chị Hoa. Vâng, em chào chị nhé. Ok, chị chào Ngọc. Các chị em nhà mình hãy chia sẻ livestream giúp em Thu, giúp chị Thu nhé. Các anh chị em thấy không ạ? Cái thông tin, khi chúng ta kinh doanh, cái thông tin là cái gọi là chúng ta cần thiết nhất trong cái việc kinh doanh. Đấy. Mà chúng ta kinh doanh bất cứ một mặt hàng gì, chúng ta kinh doanh bất cứ một cái kênh nào, chúng ta đều cần phải cái thông tin. Nếu như chúng ta không cập nhật thông tin thì chúng ta lại không khác gì người ta gọi là đi mò mẫm ấy. Mò mẫm ấy thì đương nhiên may ăn khôn thôi. Còn chúng ta mà kinh doanh hoặc là chúng ta là làm một cái việc gì gọi liên quan đến tài chính là chúng ta cần phải có thông tin các anh chị ạ. Người ta gọi là thông tin là tiền. Thông tin còn quý hơn tiền mà, đúng không ạ? Bởi vậy cho nên là gì ạ? Chúng ta cập nhật thông tin, chúng ta phải biết lắng nghe và chúng ta chắt lọc được những cái thông tin đó xem có chuẩn nguồn hay không. Đúng không ạ? Xem có chuẩn nguồn hay không. Và có những anh chị em đã ok, đã gì ạ? Nhưng mà phần ít thôi các anh chị nhá. Cái những cái người mà em chia sẻ đấy, người ta phần ít là người ta tin em Thu về cái thông tin đó và người ta ra đất. Người ta bán đất. Đấy, người nỗ, người lãi ít, người thì hòa. Đấy, chứ không lãi cao như trước, bởi vì các anh chị biết là từ cuối năm ngoái thông tin bất động sản rồi. Thì em cũng không muốn nói sâu nhiều, nhưng mà với cái thông tin của em đưa ra đấy, nửa năm qua, hơn nửa năm qua là rất là chuẩn nguồn. Đặc biệt là có hơn 3 tháng, cách đây mấy tháng ấy, em live stream hơn 3 tháng liền. Hầu hết ngày nào em cũng thúc giục các anh chị em là sớm muộn nó chỉ xảy ra trong năm nay thôi. Sớm muộn nó chỉ xảy ra trong năm nay thôi. Từ giờ đến mùng 1 tháng 1 năm 2024 các anh chị mới biết được mọi thứ các anh chị nhá. Đấy. Cái gì nó phải có thời gian đúng không ạ? Cái gì nó phải thời gian. Đấy, tất cả thì mọi tiền tệ trên toàn cầu rồi tới đây các anh chị mới biết được. Đấy, còn bây giờ các anh chị nghe thì các anh chị cũng ngẫm thôi nhá. Còn nếu anh chị nào mà có crypto này đã đang lướt sóng sân sàn mà có đầu tư con nào đấy thì hãy nhanh chóng mà rút chân ra. Đấy, kể cả bất động sản thế, em không phải là thần thánh đâu, chẳng qua em biết thông tin từ một người anh thôi, chứ còn em không phải là thần thánh gì đâu. Nhưng nhiều khi em cứ hài em bảo là thần tài gõ cửa rồi mà không mở cửa mà đón nhận lộc. Đấy, đón nhận cái may mắn của thần tài, nhưng mà đấy là chỉ một câu nói đùa thôi. Nhưng mà đúng ra là em là gì ạ? Em biết thông tin này cũng rất là lâu lắm rồi. Nói để mà bắt đầu ngày biết thì cách đây phải gần 25 rồi. Đấy, còn cái chính thức để em hiểu sâu hơn thì cách đây là giữa năm ngoái là em tìm hiểu sâu và em hiểu sâu hơn. Đấy, lý do là em tập trung 100% vào Unisky, cổ phần doanh nghiệp là em trú ẩn cái tài sản của em mà em làm cái công việc này là đều an toàn cho mọi người, chỉ giúp người thôi. Bởi vậy cho nên là gì ạ? Chỉ có thông tin mới giúp chúng ta thành công được. Và cái thứ tiếp theo đó là gì? Chúng ta phải có sự học hỏi. Trước đây các anh chị biết không ạ? Trước đây em Thu để mà nói chuyện như này em Thu không dám nói chuyện nhiều đâu. Có nói nhưng mà không dám nói chuyện. Ví dụ em buôn bán em chỉ đến những cái chủ hàng thôi, các tỉnh ấy, em chỉ đến chủ hàng, em chỉ chuyện trò với những anh chị đó thôi. Còn ở quê là cứ nói chuyện với anh chị em mà trong nhà rồi quê hương thôi, chứ em không gặp gỡ nhiều mà bảo là khoa nói hay là được ăn học thì nói năng em không. Tất cả là thực tế. Nhưng vì cái niềm tin yêu công nghệ Unisky mà em dám, các anh chị ạ, dám nghĩ, dám hành động, dám lên livestream, mà livestream rất là nhiều, để mà liên tục hơn 3 tháng như thế, ít các anh chị em là lên liên tục được như em. Bởi vì khi lên livestream các anh chị ạ, phải sắp xếp thời gian này, sắp xếp hôm nay nói gì này, chia sẻ về vấn đề gì này, đúng không ạ? Chứ không phải là tự dưng mà lên live được, đúng không ạ? Như bạn Trung Live cũng thế, ví dụ bạn Trung Live lên livestream, bạn cũng phải sắp xếp, đúng không ạ? Đấy, sắp xếp công việc, thời gian,
rồi phải có cả sức khỏe nữa các anh chị ạ. Chứ không phải nói bừa được đâu ạ. Nói quan trọng là nói chân thành, chân thật. Đó, chứ không phải nói bừa được đâu. Đấy, với cái kiến thức của em trước đây em học mới hết lớp 7 thôi các anh chị ạ. Nhưng mà em lại 3 năm nay em tập trung vào Ulisky và em học hỏi được những cái gì ạ? Kiến thức để giúp em cái công việc hiện tại của em. Đó, cho nên là nhiều các anh chị bằng cấp rất là cao, nhưng ngược lại các anh chị giỏi, rất giỏi về lĩnh vực của các anh chị, nhưng khi biết đến cổ phần doanh nghiệp này thì lại phải gì? Nhờ em Thu. Cái đơn giản chúng ta trong cuộc sống chỉ biết cho và nhận thôi. Đấy, quan trọng là mình nhận cách nào và mình cho cách nào. Đấy, cuộc sống chỉ loanh quanh chỉ cho và nhận, cho và nhận. Đấy, mình thái độ mình nhận như nào mà thái độ mình cho như nào. Đấy, thì ở Ulisky này là chúng em là đang lan tỏa các anh chị nhé. Chúng em là đang lan tỏa cơ hội Ulisky này giúp cộng đồng. Nhưng trong những số mà các anh chị em đón nhận là cái tâm thái thực sự, khao khát thực sự, nghiêm túc thực sự, thì chúng em mới gì? Chia sẻ và giúp đỡ họ những cái thông tin chuẩn nguồn để họ nắm giữ cái cơ hội này. Còn những anh chị em mà gì ạ? Lửa tin nửa ngờ. Và đúng ạ, lửa tin nửa ngờ thì còn cái tôi rất là cao. Đấy, như ngày hôm nay em thấy em có một cái video hôm qua em đăng ở trên nó gọi là cái thước phim ấy. Em đăng trên cái thước phim thì có một cái anh ấy vào, anh ấy comment, anh ấy bảo bây giờ vẫn còn đa cấp cơ à. Đấy. Đấy, bây giờ vẫn còn sót lại đa cấp. Thế thì ở đây theo các anh chị hiểu đa cấp là như thế nào không ạ? Hiểu đa cấp là như thế nào? Quan trọng phải biết đa cấp nhưng mà phải hiểu đa cấp nó là như thế nào. Đúng không ạ? Hàng ngày chúng ta dùng đồ, bất cứ đồ ăn hay thức đựng, đúng không ạ? Đồ ăn, đồ uống hay bất cứ một cái vật dụng gì trong nhà chúng ta đều là đang dùng đa cấp hết. Nhưng đâu có hiểu, đúng không ạ? Nhưng em cũng không nói gì xúc phạm đến anh ý. Em chỉ bảo rằng là vâng, lúc đầu em cứ tưởng anh là sinh năm 1937, nhưng vào kiểm tra là hóa ra anh sinh năm 1973. Đấy, nhưng không sao, xã hội có người nọ người kia. Đấy, trong một gia đình cùng bố cùng mẹ mà còn có người nọ người kia, mỗi người một tính một lết chứ không phải là xã hội. Không sao cả. Đấy là em Thu chỉ nói thế thôi, em cũng không xúc phạm gì cả. Đấy, em trả lời cái bình luận của anh ý ở trong cái bài của em đấy ạ, trong cái bài có cái video hôm qua em đăng đấy ạ. Thế thì các anh chị thấy không ạ? Một người hay là 10 người hay 100 người, đúng không ạ? Chúng ta khi chia sẻ, chúng ta đều chia sẻ với cái tâm thái là cho đi, tâm thái là cho đi. Nhưng cái người đón nhận đó, quan trọng là người có cái thái độ như thế nào, đón nhận thực sự hay cái thái độ cái tôi cao, thì lúc đó là còn phụ thuộc vào họ. Nếu họ có cái duyên, cái phước được hưởng cái cơ hội mà nắm giữ cái cổ phần gốc của Ulisky thì họ có một cái tâm thái khác, đúng không ạ? Em thấy càng những người tri thức, đúng không ạ? Càng những người tri thức thì họ lại càng gì ạ? Họ lại càng lắng nghe. Đấy, họ lại càng lắng nghe bởi vì họ đã có sự rèn rũa, họ có sự rèn rũa và họ va chạm vào trường đời này rất là nhiều. Cho nên họ chưa biết là họ có đây có phải là cơ hội của họ hay không. Nhưng họ lại gì ạ? Chịu khó, rất là chịu khó lắng nghe. Nhưng không phải là 100% những người có tri thức mà thế đâu các anh chị ạ. Đấy, cũng có một trong số nhỏ đó, họ cũng cái tôi rất là cao và họ nghĩ mỗi mình là bố đời, họ nghĩ là mỗi họ là giỏi nhất các anh chị ạ. Đó, họ cũng nghĩ là họ học tài chính, họ phải hiểu cổ phần doanh nghiệp là như thế nào, đúng không ạ? Thế nhưng mà họ chỉ nghĩ trong vòng cái giếng nam thôi. Không khác thì họ chỉ hiểu ở cái đất nước Việt Nam thôi. Nhưng họ đâu có biết là một cái doanh nghiệp quốc tế đấy, người ta thu hút vốn theo hình thức crowdfunding nó là như thế nào đâu. Lại phải học em Thu thôi. Lại phải nghe em Thu nói và em Thu bảo em Thu cũng là người như các anh chị thôi. Nhưng mà em Thu lại gì? Có cái sự học hỏi. Em Thu tập trung vào cái cổ phần doanh nghiệp thì em Thu chỉ học hỏi những cái cổ phần doanh nghiệp. Chứ em Thu không học lan man những cái vớ vẩn ở ngoài kia. Đó. Mình đang học vào cái gì? Đang người ta gọi là tập trung cái gì cái đó mở rộng, đúng không ạ? Thế bây giờ mình tập trung vào cái nghề của mình thì cái nghề của mình sẽ gì? Phát triển mạnh. Còn tập trung vào cái gì ạ? Lan tỏa giúp cộng đồng thì đương nhiên, đúng không ạ? Em sẽ giúp được nhiều người hơn. Và hôm nay là chuẩn bị sắp 3 năm tròn rồi. Là em đã gì ạ? Em đã gắn liền với tâm huyết với cái công nghệ Ulisky, với một cái dự án này để cho chính bản thân gia đình em và những anh chị em cô chú mối quan hệ chất lượng của em, và sau đó là bây giờ đến cộng đồng. Đó, đến cộng đồng. Thì ở đây các anh chị ạ, em 90% là khách hàng, 90% là những đối tác, 90% là những đối tác là thị trường lạnh hết. Họ chả có họ hàng gì với em cả.
chả có họ hàng hang hóc gì cả, chả có cái liên quan gì máu mủ ruột già gì cả. Nhưng tại sao họ lại tin em? Bởi vì họ có cái tư duy các anh chị ạ. Họ có cái tư duy. Sao Thu không thấy? Họ có cái tư duy và họ có cái sự khao khát thay đổi cuộc sống. Họ làm rất nhiều những công việc rồi nhưng mà chưa có sự thay đổi. Thì đương nhiên bây giờ họ sẽ tìm đến cái cơ hội mới. Đó, thì giúp những cái người ý cực kỳ sướng luôn, rất là nhẹ đầu. Còn những anh chị em mà giờ này vẫn cứ bảo là Uliskai là không có thật, Uliskai là đa cấp lọ kia, thì thực sự khi mà hiểu được ra Uliskai là giá trị thì lúc ý chả còn cơ hội, tức là không còn cửa để mà nắm giữ nó nữa. Lúc đó lên, nó lên sàn, IPO lên sàn rồi, lúc đó thì nó tên là cổ phiếu rồi. Thì lúc đó là các anh chị là ngày hôm nay đáng nhẽ các anh chị được 1 triệu cổ phần, nhưng khi nó là cổ phiếu các anh chị có thể được 10 cổ phiếu thôi, hoặc là được 1 cổ phiếu thôi, đúng không ạ? Thế thì tại sao ngày hôm nay mình biết đến xong mình không có tư duy để nắm giữ từ cái lúc nó còn rất là đơn giản đi? Người ta gọi là làm việc khó khi nó còn dễ, làm việc lớn khi nó còn nhỏ, đúng không ạ? À, tội gì mình không làm, người thông minh nó phải thế chứ, đúng không ạ? Thế khi mà người nhìn thấy Thu có gì nhận cổ tức rồi, nó nghĩ làm gì còn cửa cho các anh chị nữa, đó là ngày chia buồn của các anh chị thôi, đúng không ạ? Thế thì ngày hôm nay tại sao mình chỉ tìm hiểu sau đó mình mới nắm giữ, mà tại sao mình cho mình cơ hội tìm hiểu? Lý do làm sao? Lý do là gì ạ? Tầm nhìn của mình, đúng không ạ? Sự hiểu biết của mình thôi, đúng không ạ? Thu cũng là một người sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ như các anh chị thôi. Một người học thấp cũng học vấn cũng rất là thấp thôi, đâu có học cao. Đó, tại sao Thu lại nắm giữ cái cơ hội này? Có đúng là do cái sự hiểu biết và sự nhìn nhận của mình không? Đó, thế hay là có một phần nếu mà nói về tâm linh ấy, đấy, thì có đúng là cái phúc cái phần đến ngày Thu được hưởng không ạ? Còn bây giờ các anh chị là còn được những em Thu chia sẻ đấy. Trước đây em Thu còn tự đi tìm cơ. Tự đi tìm vất vả lắm các anh chị ạ. Tự đi tìm rất là vất vả, mầy mò chả biết ai, chả biết tin ai để mà hỏi cơ. Đấy, bởi vì lúc ý là cái thông tin trái chiều nó rất là nhiều, nó không như bây giờ đâu các anh chị ạ. Bây giờ lướt Facebook cái là anh em live stream rất là nhiều, nhất là cái dịp vừa rồi. Đấy, một vài tuần vừa rồi các team các anh chị là lên live stream về lan tỏa cơ hội là rất là nhiều. Điều đó rất là vui các anh chị ạ. Thế thì đương nhiên là chúng ta đang phục vụ số đông mà. Chúng ta đang phục vụ số đông thì số đông người ta cần phải nhiều người biết đến người ta mới nắm giữ. Bởi vậy cho nên là em mong các anh chị em nhà mình đã là nắm giữ cái cổ phần này rồi thì chúng ta là một phần nhỏ của cái tập đoàn này rồi. Đó là tập đoàn của chúng ta rồi. Cho nên chúng ta chung tay để chúng ta cùng lan tỏa, dân giàu thì nước mới mạnh, đúng không ạ? Thì bây giờ ngày hôm nay mỗi người chia sẻ cho được 10 người thôi, thì những anh chị em cổ đông của chúng ta nắm giữ rồi thì mỗi người được 10 người, mỗi người được 100 người thôi, thì đương nhiên là có rất nhiều người biết đến, đúng không ạ? Thì Việt Nam sau này cực kỳ giàu các anh chị nhé. Đó, thế thì tiền tới đây là sẽ đổ hết về Việt Nam, có phải tuyệt vời không? Thế tại sao chúng ta không làm điều đó? Đúng không ạ? Đằng nào cũng là công việc mà. Em Thu đang làm thế này, em Thu cũng là đang làm một công việc mà, có phải là em Thu lên nói chuyện hão hễu là chơi bời gì đâu. Đúng không ạ? Nghiêm túc hết mà. Mình là người lớn rồi. Đấy, chuẩn bị đầu mấy thứ tóc rồi, nói chuyện trẻ con đâu mà không nghiêm túc, đúng không ạ? Cho nên là gì ạ? Chúng ta cần phải nghiêm túc khi ai đó chia sẻ Uliskai. Hôm nay không thấy anh bạn Trung Lai nhắc Thu uống nước nhỉ? Biết ơn chị Thu chia sẻ thông tin hàng ngày, chị cảm ơn Ngô Ngọc. À, tức là cái thông tin hàng ngày trong cái group của chị đây, tất cả những cái thông tin đó đều thông tin chuẩn nhá. Thông tin chuẩn chẳng qua nó thì người ta gọi là thuộc về cái thông tin mật ấy, thì nó phải có thời gian nhá. Đấy, những cái việc đó phải có thời gian. Đấy, phải có thời gian chứ không phải nói hôm nay mai nó thành công ngay, mai nó đúng cái, thậm chí nó lịch thời gian là chuyện bình thường. Chiến lược mà, đấy là chiến lược của họ mà. Đó, em Thu chia sẻ rất thực tế và chuẩn nguồn. Vâng, em cảm ơn chị Hoa. Thì ở đây ấy, em không để lên live stream để em không muốn để các anh chị chỉ là khen không đâu ạ. Em không muốn để các anh chị khen đâu, mà em muốn đi vào cái thực tế để giúp các anh chị em ngày hôm nay có cái cơ hội này, chúng ta phải tận dụng để chúng ta nắm giữ nó, ít cũng được, có còn hơn không. Bởi vì cơ hội từ xưa nay làm gì có, bây giờ mới có mà. Thế thì bây giờ mới có thì tại sao chúng ta không nắm giữ, để chúng ta đợi đến bao giờ nữa, đúng không ạ? Chúng ta đợi đến bao giờ? Thế thì em Thu thì cách đây là sắp xỉ 3 năm rồi, đến 28 tháng 10 này là được 3 năm rồi.
đúng không ạ? Thế thì các anh chị ngày hôm nay mới biết đến là biết sau em thu thôi, chứ còn vẫn còn cơ hội mà. Đấy, nhưng mà nếu như các anh chị mà bỏ qua ấy, tầm này sang năm thì làm gì còn nữa ạ? Tầm này sang năm thì làm gì còn? Lúc đó lại bảo biết thế giá như, đúng không ạ? Biết thế giá như thì nó muộn mất rồi. Đó, nó không phải như là hôm nay các anh chị ra chợ mua không được mớ rau muống thì anh chị có thể là mua được mớ rau cải, đúng không ạ? Thì trong cái thị trường này cũng thế, mục tiêu của chúng ta muốn làm cái điều gì đó lớn lao thì chúng ta phải tập trung vào cái đó. Thì như em Thu ấy, trước đây mà em lại lan man, em lại mỗi lơi một thứ, mỗi lơi một thứ. Nói thật với các anh chị nhá, khi em biết đến Uriska, em cũng biết đến cái cổ phần Sora Group ấy. Em cũng biết đến cổ phần Sora Group. Nhưng mà Sora Group thì em thấy là nó chỉ một hạng mục thôi, nó về một cái công tơ điện thôi. Em thấy cái đó nó không tiềm năng bằng Uriska. Và cuối cùng là em chỉ góp vào đó một gói, em để đó thôi, em không phát triển ở bên đó nữa. Thì ở bây giờ là nó cũng sắp, có thể cũng sắp thành công rồi, nhưng mà em, tức là em tập trung vào Ulisky hơn. Bởi vì ở Ulisky mang lại rất nhiều giá trị to lớn. Mà em, tính em lại muốn là không làm thì thôi, làm cái gì phải chuẩn chỉ này, phải lớn mạnh này. Đó, cho nên là cái tính em nó tham mà. Đấy, tính em nó tham cho nên là em muốn là cái mà mình đã làm nó cái giá trị nhất. Trừ mình không biết phải chịu. Đấy, trừ không biết phải chịu, còn biết là phải muốn là làm cái giá trị nhất. Đấy, ở trong đây anh Kiên Lê, anh Tắc, rất nhiều người bạn vào, là toàn bạn này Lào thì anh các anh chị em toàn đồ gỗ đúng không ạ? Bởi vì anh Kiên muốn các anh chị em mà về đồ gỗ ấy, thay đổi cuộc sống đi. Bởi vì bây giờ cái đó là chồng em cũng đang bán đồ gỗ mà, nên là cũng hiểu hết. À, nhưng mà cũng giúp được một số anh em rồi thì bây giờ cũng cố gắng giúp nhiều anh em nữa để có cái cơ hội này, để khỏi phải vất vả nhiều chục năm về sau. Thế ví dụ như là 10 năm nữa, đúng không ạ? 10 năm nữa, anh Kiên anh ấy lắm cái cổ phần này 10 năm nữa, và những người bạn ngày hôm nay anh Kiên chia sẻ mà lúc đó 10 năm nữa, không cần 10, em đang nói là 1 năm nữa thôi. 1 năm nữa thôi, khi Ulisky thành công hoặc 2 năm nữa Ulisky thành công. Anh Kiên đứng chất trở trên nó rất là cao rồi, các anh chị em bắt đầu mới bắt đầu tập trung tìm hiểu thì lúc đó làm gì còn nữa để mà làm như được anh Kiên, đúng không? Thì lúc đó nó chỉ còn cái cơ hội, nhưng mà cơ hội đó nó chỉ còn là rất là nhỏ thôi. Hoặc là nó chỉ những cái dự án mục tiêu thì chúng ta làm sao nắm giữ bằng cổ phần gốc được. Đấy, ví dụ như là cổ phần gốc của Vinamilk các anh chị nắm giữ bây giờ rất nhiều tỷ thôi, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu mà biết từ ngày đó thì nó có phải tuyệt vời không? 13, 14 năm về trước thôi. Nhưng mà đến bây giờ các anh chị thấy không ạ? Đến bây giờ thì các anh chị thấy là Vinamilk bây giờ chúng ta làm gì có cửa để nắm giữ nữa. 75, 70 mấy tỷ một triệu cổ phần, cổ phiếu rồi, làm gì đến chúng ta. Những người mà vẫn còn gì ạ, chưa giàu thì làm sao mà nắm giữ được cái số cổ phiếu mà giá cao như vậy, đúng không ạ? À, thế ngày hôm nay có mất chưa đến một đến tầm 500-700 đồng mà mấy được, đã có một cổ phần rồi mà chúng ta còn không dám. Đấy, một đại dương bao la, một ngành giao thông vận tải rồi mà chúng ta không dám thì làm sao chúng ta đi dám mà nắm giữ cái Vinamilk bây giờ nó tận 70, một triệu của nó bây giờ 75 hay 75 mấy tỷ. Đó, lấy tiền đâu ra, đúng không ạ? Tích Nương anh bảo là gì ạ? Em không đi Dubai à? Em không. Em đi Dubai thì em làm gì, em ngồi đây em đi Dubai giờ em mong quay livestream tại Dubai cho các anh chị xem ngay. Đó. Em là các anh chị em cứ mượn đòn bẩy thôi. Các anh chị em đi sang bên đó là em cứ mượn like, những cái live stream hoặc những cái thông tin của các anh chị em sang bên đó thôi. Còn bây giờ em vẫn còn đói, vẫn còn yếu kém lắm. Nên em cần phải nắm giữ thêm cổ phần các anh chị ạ. Đấy, cho nên là em biết là cổ phần ngày hôm nay, ví dụ mình tận dụng được 1.000 thì mình được tương đây cổ phần. Nhưng mình đi Dubai mất một vài nghìn đấy thì có thể là lại mất rất nhiều cổ phần. Thế nên em phải nhờ, tức là người ta gọi là mượn lực đi, mượn đòn bẩy của người khác đi, đúng không ạ? Mà em học được cái là người thành công luôn biết dùng đòn bẩy, đúng không ạ? Đòn bẩy tiền của người khác, đúng không ạ? Thời gian của người khác. Đấy, chúng ta cứ mượn được đòn bẩy, dùng đòn bẩy nào chúng ta cứ dùng đòn bẩy đó thôi, đúng không? Thế thì ngày hôm nay đi Dubai được trực tiếp thì tốt hơn, đúng không ạ? Hình ảnh của mình sang đấy thì có những anh em có thể bây giờ người ta lửa tin lửa ngờ mình sang trực tiếp, có thể người ta tin mình hơn. Nhưng điều đó chỉ thuộc phần trăm nhỏ thôi các anh chị ạ. Thế còn cái người mà nó có tri thức, có sự hiểu biết và nhìn nhận nhá, không cần đi, đúng không ạ? Đấy, em không phải nói gì, những anh chị em ngày hôm nay mà không đi Dubai cũng không có điều gì để mà phải lăn tăn gì cả. Chúng ta cứ chia sẻ lan tỏa thật những cái thông tin chuẩn nguồn, chả có gì để mà ấy cả. Còn đi được thì tốt hơn, còn không đi được chúng ta cứ vật trong cái trang cá nhân của chúng ta ra.
đấy, mổ xẻ nó ra, xong bắt đầu là đưa cho những anh em cô chú mới ấy. Đấy, đây này, ở chỗ này nó có những cái món gì này, đấy, chỗ này nó có những cái gì này, để cho họ hiểu ra, đúng không ạ? Chứ còn đi được thì tốt, không đi được thì cũng không sao cả, đó. Đấy, thì các anh chị thấy không ạ? Chúng ta bây giờ nắm giữ cổ phần của nhà khoa học, đấy, của một tổ chức khoa học rồi, chúng ta vô cùng tự hào. Chúng ta vô cùng tự hào là chúng ta là một người bình thường, mà chúng ta đang làm việc phi thường, mà chúng ta đang nắm giữ và chúng ta đang hợp tác với một cái tầm cỡ quốc tế. Đấy, như chiều hôm nay em thấy em Trang bảo chụp cái ảnh lên là bảo là nhìn này có giống doanh nhân không nhỉ? Trông giống doanh nhân phết. Thế em comment luôn, em bảo là em là doanh nhân thì bình thường mà, em là doanh nhân quốc tế hẳn hoi cơ mà. Em có triệu cổ phần là trở lên là em là doanh nhân quốc tế thôi. Chỉ có chờ cái ngày để em đeo biển thôi. Đó. Còn ngày hôm nay chúng ta chưa được đeo biển bởi vì chúng ta đang nắm giữ cái tài sản, mà tài sản của chúng ta là tài sản gọi là phải chìa ra họ mới nhìn thấy được. Còn không phải là những cái nhà xây lên là người ta đã nhìn thấy rồi, đúng không ạ? Đấy, cho nên chúng ta gọi là cái vô hình đi, cái vô hình để cho gì ít người biết đến, người ta gọi là cái tảng băng chìm mà lỗi đấy ạ. Đấy, cái bề lỗi thì nó ít thôi, nhưng cái phần gì tảng băng nó chìm đi, nó mới là giá trị và nó lớn đấy anh chị ạ. Chuẩn xác, ok, em cảm ơn anh Lương Anh nhé. Phước đức lắm mới có cổ phần UST nhà mình ạ, giàu có bền vững nhiều đời. Thế thì ở đây chúng ta nắm giữ, cảm ơn bạn Trung Lai nhé. Ở đây chúng ta nắm giữ cái cổ phần gốc của một tập đoàn giao thông vận tải các anh chị nhé, một ngành giao thông cơ mà. Các anh chị nhớ là một ngành giao thông, ví dụ các anh chị chỉ nắm cổ phần của Boeing, hoặc các anh chị nắm giữ cái cổ phần trước đây các anh chị mà biết, mà các anh chị mà có điều kiện, đủ điều kiện, mà anh chị nắm giữ là cổ phần gốc của Boeing chẳng hạn này, hoặc là của Ford, công ty ô tô Ford chẳng hạn này. Đấy, thì em nói thật với các anh chị này, một cái hạng mục đó thôi các anh chị cũng gọi là giàu, siêu giàu rồi đấy. Nhưng bây giờ đây là chúng ta đang nắm giữ một ngành giao thông vận tải này, máy bay cũng có, ô tô cũng có, cảng biển cũng có, đường sắt cũng có, đúng không ạ, đường bộ cũng có, tức là chúng ta có một ngành giao thông nó lớn mức độ như vậy, chúng ta không thể tưởng tượng nổi đâu. Bản thân em Thu bây giờ cũng không tưởng tượng nổi. Mình làm gì tưởng tượng nổi được mà hết cái lợi nhuận của cái một ngành giao thông, nhất là giao thông thông minh hiện nay, đúng không ạ? Các anh chị biết công nghệ 4.0 rồi đấy ạ. Đấy, đã là một cái công nghệ thông minh rồi, nó hiện đại rồi, nó độc đáo, nó lại độc quyền nữa. Đấy, mà tại sao người ta gọi là độc đáo, độc quyền? Bởi vì chưa ai làm được. Độc quyền là gì? Độc quyền đã được đăng ký bản quyền mới là gọi là độc quyền. Đó, đã được đăng ký bản quyền thì mới là độc quyền. Còn không, chưa được đăng ký bản quyền thì không gọi là độc quyền được các anh chị ạ. Bởi vì Ulysky nó sản xuất từ con ốc vít đấy các anh chị ạ. Một tập đoàn rất là lớn. Nhưng mà các anh chị phải tìm hiểu cơ. Thế còn em Thu nói đây là chỉ nói cho những anh chị em đã là nắm giữ cái cổ phần, đã là nhà đồng sở hữu công nghệ rồi. Chứ còn các anh chị mới ấy, các anh chị, em Thu nói thế các anh chị không thể hình dung nổi, mà không thể tin nổi đâu. Đấy, chúng ta muốn khao khát có cái sự giàu có từ số vốn rất là nhỏ, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải tìm hiểu sâu sắc về nó. Chúng ta có cái thời gian để chúng ta tìm hiểu cơ mà. Có phải chúng ta nhìn thấy mà chúng ta vơ ngay vào người mà chúng ta đầu tư ngay đâu, đúng không? Chúng ta chưa tài trợ ngay. Cho nên ở đây là chúng ta là cần phải gì ạ? Bỏ thời gian ra. Ví dụ ngày hôm nay các anh chị có thể lướt TikTok hoặc Facebook, Zalo có thể là mất 2 tiếng. Thì coi như ngày hôm nay chúng ta đừng lướt đi. Coi như ngày hôm nay chúng ta bỏ cái lướt nát đi một ngày đi. Sau đó là chúng ta là gì ạ? Chúng ta tập trung vào cái cơ hội này xem có phải thực sự như con bé Thu kia nó chia sẻ hay không, hay là Trung Lai nó chia sẻ hay không, hay Minh Tâm, chào Minh Tâm nhá. Đấy, Minh Tâm bây giờ đang bên Dubai đấy các anh chị ạ. Đấy, vừa lấy là Minh Tâm là phát live stream thì bắt đầu Thu biết, thì bắt đầu Thu lại đến giờ cầm điện thoại là đến giờ live stream, lên live stream rồi. Các anh chị thấy không ạ? Khi chúng ta là gì ạ? Tập trung cái gì chúng ta phải tìm hiểu cái đó mà sâu sắc thì chúng ta mới hiểu rõ về nó được. Trời ơi, con ăn từ tối giờ con ăn rất nhiều rồi, ăn thế không tốt đâu nhá. Đấy, thì các anh chị thấy không ạ? Cái gì cũng phải có cái sự gọi là tìm hiểu và hiểu sâu sắc thì chúng ta mới
hiểu nó thì chúng ta mới nắm giữ nó, còn không hiểu thì chúng ta đừng nắm giữ. Ví dụ bây giờ chúng ta yêu ai, quý ai, chúng ta hiểu thì chúng ta mới thân thiết. Còn chúng ta mà không chưa hiểu chúng ta đừng nên thân thiết. Biết đâu đó khi chúng ta chưa hiểu tâm tính của họ mà chúng ta thân thiết, chúng ta kể hết trong những cái gì của chúng ta, thì đương nhiên một ngày đẹp trời nào đó, khi một có một cái gì xảy ra, ví dụ có một tí nhỏ nhỏ thôi, bắt đầu họ bới lông tìm vết, bắt đầu họ mới nói hết cái mà mình nói với họ, đúng không ạ? Với chúng ta đi kinh doanh và chúng ta đi tìm cơ hội cũng thế, chúng ta phải hiểu thì chúng ta mới nắm giữ, đúng không ạ? Còn chúng ta chưa hiểu thì chúng ta đừng nắm giữ, nó lo vào người ra đấy, nó nhanh giả người ra, đúng không ạ? Em chào chị Thu, đang xem live, đang xem với chị. Ok chị, chào Thiên Dương. Vâng, con chào dì Hà nhé. Dì mới mua thêm 1.000 đô để thêm được 100.000 cổ phần nha, vui quá Thu yêu. Chúc mừng dì nhá. Đấy, hơn 70 tuổi rồi mà dì cố gắng mỗi lúc một ít mà dì chuẩn bị được 1 triệu cổ phần rồi. Các anh chị ơi, chúc mừng dì Hà nào. Chúng ta chúc mừng dì Hà bằng cái con số gọi là số lộc đi, con số 6 đi. Con chúc mừng dì Hà bằng con số 6 nhá. Các anh chị em mà em nhờ các anh chị em comment chúc mừng dì Hà, hơn 70 tuổi rồi mà dì đã có một cái tư duy thực sự là sáng suốt mà nhiều người trẻ ngoài kia còn chưa bằng gì, không bằng gì, đúng không ạ? Sách xếp vào cho gì nhiều vòng đời đấy ạ. Chúc mừng gì nhá, tuyệt vời quá, đúng không ạ? Chào chị xinh đẹp. Ok, chị chào Mai, lâu lắm rồi không gặp Mai. Mai làm video rất là hay, chị Thu bây giờ đang tập làm video đấy. Anh chị em nhà mình nếu mà thấy Thu đăng video à, có cái gì góp ý nhá, biết đâu là Thu nói cái gì đó nó không được hay, biết đâu Thu lại nói, Thu lại rút kinh nghiệm để Thu làm tốt hơn. Và khi làm tốt rồi ấy thì mới giúp được nhiều người các anh chị ạ. Có thể là mình nói có cái gì đó mới thì có thể là người ta chưa tin tưởng mình, nhưng khi mà nói tốt rồi ấy thì đương nhiên là chắc chắn là họ sẽ gì cảm nhận được từ cái, tức là người ta gọi là trái tim đến từ trái tim, đúng không ạ? Đương nhiên họ cảm nhận được, họ sẽ gì tin tưởng, đầu tiên là tin tưởng vào con người mình trước anh chị ạ. Đấy, bất cứ ai nhá, em thấy rồi, 3 năm nay em giúp cộng đồng, điều đầu tiên là người ta tin tưởng nhất đó là chính là bản thân mình đang chia sẻ cho họ, đang giúp họ. Điều thứ hai là họ tìm hiểu sâu hơn nữa anh chị ạ. Đó, lúc đầu có thể là họ đầu tư 250 đô, thậm chí trả thẳng hoặc trả góp, nhưng mà có những người chỉ đầu tư 1.000 đô, có những người kinh tế hơn, người ta đầu tư 5.000 đô là đầu tiên là lớn nhất thôi. Em chưa có ai đầu tư lần đầu tiên mà đến 10.000 đô, 50.000 đô đâu ạ. Đấy, tuy gọi là sắp xỉ 3 năm nay rồi nhưng chưa có ai đầu tư một gói đầu tiên lớn như vậy đâu ạ. Đó, chỉ 5.000 đô là gói lớn nhất thôi, chưa có ai đến vượt con số đó. Thế nhưng mà khi các anh chị ạ, họ hiểu ra cái giá trị của Ulisky thì liên tục những cái gói tiếp theo là 1-2.000 đô người ta lại trả góp mà, rồi rồi là gì ạ, những cái gói 5.000 đô tiếp theo. Tuy nhiên là không có cái gói nào to 50.000 đô đâu. Em cũng mong giúp được một đại gia nào đó 50.000 đô, 100.000 đô, 500.000 đô cũng là cái niềm vui lắm rồi. Thế nhưng mà ngược lại mà nói thôi thì mình đang giúp cộng đồng, nhất là số đông, đúng không ạ? Số đông thì như toàn những người như em Thu thôi. Đấy, ví dụ như là mình, cái tầm của mình hút được những cái người đang cũng này khao khát như mình, rồi những anh chị em là gì kinh tế vẫn còn khó khăn, thì mình mục tiêu mình lên live stream để giúp nhiều người ở cái cộng đồng này đang có hoàn cảnh khó khăn như mình mà, đúng không ạ? Mình chỉ là người đi trước giúp họ đi sau thôi, đúng không ạ? À vâng, không thấy con số 6 là chúc mừng dì Hà giúp em nhỉ? Hay là em không nhìn thấy chăng? Có 1.200.000 mà không dám bỏ thì chỉ có ôm sổ nghèo thâm niên. Vâng, em cảm ơn anh Thành, một cái bình luận tuyệt vời. Thế thì em hôm sáng nay em đã đăng một cái video, em đã nói rằng là gì ạ? Nếu bạn không dám quyết định cho đời mình 1.200.000 để đổi lấy 120 triệu, đúng không ạ? Thì nếu như mà không dám bỏ ra 1.200.000 thì làm sao có 120 triệu được. Không dám bỏ ra 12 triệu làm sao có 600 triệu được, đúng không ạ? Mà không dám bỏ ra 120 triệu làm sao có 1.200.000 trong tay được. Đó, đó là những cái con số gọi là biết nói đấy các anh chị ạ. Những con số biết nói mà ở đây nhiều các anh chị bảo làm gì có chuyện 1.200.000 mà 2-3 năm tới, kể cả 5 năm tới cũng không thể có được là 120 triệu các anh chị ạ. Thì theo các anh chị có được không ạ? Các anh chị biết rồi, các anh chị hiểu giá trị của Ulisky rồi, các anh chị có thể là gì? Comment giúp em Thu lên là gì ạ? 1.200.000 trong 3 đến 5 năm tới chúng ta có cái con số khoảng là 120 triệu hay không?
mà 1 triệu 2 bây giờ chúng ta được bao nhiêu, đúng không ạ? Đấy, nếu như các anh chị là gì trả góp 1 triệu 2, 1 triệu 2 mà trong vòng là gì, trong vòng là 5 tháng đúng không ạ? Đấy, có cái gói có phiếu 1/70 thôi. Đó, 1/70 thì anh chị được 70.000 cổ phần. À không, 250 đô mà 520 đô mà có 250 đô có 17.000 đúng không ạ? 17.500 cổ phần. Thế thì 17.500 cổ phần là chúng ta có 17.500 đô rồi, cầm chắc trong tay rồi, đúng không ạ? Nhưng có điều chúng ta phải chờ, muốn có cầm trong tay thực sự mang về để đi tiêu ấy thì phải có thời gian các anh chị nhá, phải có thời gian. Bởi vì nếu như mà không bỏ ra cái mà chúng ta mang về ngay ấy, chỉ có mỗi là 6:30 là chúng ta đón nhận cái giờ đó thôi, đúng không ạ? Đấy, không có cái gì ăn ngay được đâu các anh chị ạ. Nó không bền vững tí nào đâu, chúng ta phải có thời gian. Mà cái là thật thì phải có thời gian, còn cái mà không thật ấy thì có cái bonzi thôi, người trước đúng không ạ, hưởng của người đi sau thôi. Đó, không có cái kinh doanh thật, không có cái sản phẩm thật, là chỉ có ăn con cú lừa thôi, không có cái đoạn đấy đâu. Đấy, cho nên là 100 con số đề các anh chị thấy chỉ được một số là trúng, đúng không ạ? 100 con số mới được một số đúng. Thì theo các anh chị mấy người giàu từ đó, nhưng tại sao họ vẫn đam mê, đúng không ạ? Họ vẫn đam mê. Đấy, quan trọng là như thế, đúng không ạ? Mà em có một đối tác lại còn nói thế này: chị ơi, ở quê em toàn cờ bạc thôi, ở quê em toàn cờ bạc thôi, thậm chí cả nhà em không hiểu lý do làm sao mà chia sẻ cho họ, họ đóng não lắm, họ không nghe đâu, họ chỉ muốn là cứ ghi xong là tối về, không về vẫn phải chịu, mà nếu mà may hôm nào mà về một cái thì liên hoan ti lên đấy. Cho nên là các anh chị ạ, mình làm cái gì trong cuộc sống cũng cần phải có thời gian, đúng không? Thời gian, ví dụ hôm nay con nó có nói hư cái gì, mình lúc dạy con ấy thì mình phải cần có thời gian để cho con nó cải đổi dần, đúng không? Bản thân mình cũng thế mà, đúng không? Bản thân mình cũng phải có thời gian để mình mới thay đổi được. Trước đây em nói em rất là nóng tính, nhưng mà 3 năm về trước đến bây giờ cái nóng tính của em nó giảm rất là nhiều. Đó, mình kiểm soát được cảm xúc của mình được học hành. Đấy, mình phải biết kiểm soát được cái cảm xúc của mình, nhưng cần phải có thời gian các anh chị ạ, không ai thay đổi được ngay đâu, đúng không ạ? Các anh chị ví dụ như anh chị vứt một cái miếng sắt vào trong một cái nò than ấy, cũng phải có đủ độ nóng bắt đầu nó mới tôi được cái đó, đúng không ạ? Chứ còn không thì cũng chưa có đủ độ nóng, chưa có thời gian để cho cái độ nóng nó lên, nó tôi được thì cũng không bao giờ thành được, đúng không ạ? Đấy, cho nên là chúng ta chỉ cần hiểu như thế thôi. Cảm ơn chị Hằng đã chúc dì Hà nhá. Đấy, ở đây không biết, có em chả biết có bao nhiêu anh chị mà có mỗi chị Hằng comment chúc dì Hà thôi. Chúc mừng người khác là sẽ chúc mừng chính bản thân mình các anh chị ạ. À, cảm ơn bạn Nga. Em cảm ơn cái bình luận của anh Thành nhá. Đấy, chỉ cần bỏ ra 1 triệu 2 thôi. Nếu như chúng ta mà sợ ấy, sợ mất 1 triệu 2 thì chúng ta chả làm gì được, đúng không ạ? Chả làm gì được. Đấy, triệu 2 mà không dám thì chả dám làm cái gì, đúng không ạ? Thì mãi khóc tiếng mán hết. Chúc mừng cô Hà nhé. Đấy, chị Hằng lại chúc mừng Hà đấy. Mỗi chị Hằng chúc mừng nè. Cô ở Tây Ninh ra Hà Nội học khóa 10K11, học chung với Thu, đúng rồi. Đấy, hơn 70 tuổi từ Tây Ninh bay ra, đúng không ạ? Từ Tây Ninh bay ra Hà Nội học được một buổi, bay ra hôm trước, hôm sau, là từ cả đi cả về là 3 ngày, đúng không gì? Đấy, các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Học để biết được gần những cái môi trường, những người mà gì đang ở cái lĩnh vực như mình, thì xem có đúng thực tế là như vậy hay không. Đấy, từ Tây Ninh mà người ta còn ra được, đúng không ạ? Mà cô nhiều tuổi rồi chứ không phải ít tuổi, các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Nó xứng đáng trở thành những triệu phú đấy dì Hà. Đấy, chúc mừng dì Hà một lần nữa nhá. À, nếu IPO mà một cổ phiếu nó lên tận 100 đô thì lồi lào mà đựng hết 120k ở trời. Đấy, các anh chị thấy không ạ? Chỉ cần là gì ạ? À, 1 đô chúng ta là được định giá 1 đô thì chúng ta cứ tính 1 đô đi. Còn khi IPO, khi lên sàn đại chúng rồi ấy, lúc đó thị trường nó định giá nhé các anh chị nhé. Lúc đó thị trường nó định giá thì lúc đó có thể là 10 đô, 20 đô, 50 đô, 100 đô như anh Thành comment đấy ạ. Đó là chuyện bình thường mà. Một khi nhé các anh chị biết tại sao là thị trường nó định giá. Ví dụ ngày hôm nay chúng ta chỉ được là định giá trước khi thu hút vốn cộng đồng là 1 đô trên 1 cổ, đúng không ạ?
một đô trên một cổ phần. Nhưng khi IPO lên sàn chứng khoán, ví dụ như sàn Nasdaq, nó quy định từ trên 4 đô, đúng không ạ? Chúng ta chỉ được phép là tính là 5 đô, đúng không? Tính được phép tính là 5 đô. Thế thì ngày hôm nay anh chị có bao nhiêu cổ phần, các anh chị nhân với 1 đô hoặc nhân với 5 đô đi. Nhưng khi, đấy là cái lúc đó là sàn định giá được thôi. Nhưng khi đã lên sàn, ngồi chồm chỗm lên sàn rồi nhá, thì lúc đó thị trường nó định giá. Ông chủ tịch cũng không định giá được, bất cứ ông nào cũng không định giá được. Lúc đó là thị trường định giá. Bởi vì khi nó thấy cái công nghệ này, cái công nghệ đằng sau trên đầu em Thu này, đấy, cái công nghệ này nó tiềm năng và nó có giá trị trong tương lai thì người ta nắm giữ nhiều. Và lúc đó những tài phiệt, những tỷ phú thế giới, người ta đã có rất nhiều tiền và người ta tài trợ, người ta đầu tư vào đây, người ta mua những cái cổ phiếu. Thì lúc đó là cái cổ phiếu của cái công nghệ này nó mới tăng trưởng rất là lớn. Mà cái con số ấy có thể là 100, hơn 100. Đấy, mình chưa thể đoán được điều gì xảy ra. Nhưng bây giờ mình biết chắc được trong tay mình có 1 đô trên 1 cổ phần rồi. Hôm nay các anh chị nắm giữ bao nhiêu cổ phần là có bấy nhiêu đô rồi. Đấy, còn khi lên sàn Nasdaq có thể là 5, trên 4 đô, đúng không ạ? Phải trên 4 đô thì mới đủ điều kiện lên sàn, phải trên 4 đô rồi. Thì mình tính 5 đô thôi. Ví dụ ngày hôm nay các anh chị có 1 triệu cổ phần thì khi lên sàn 5 đô các anh chị có 5 triệu đô rồi. Chúng ta là doanh nhân quốc tế mà, đâu có phải là bình thường đâu ạ. Ngày hôm nay các anh chị chưa làm doanh nhân của Việt Nam, nhưng các anh chị có 1 triệu cổ phần là các anh chị thành doanh nhân quốc tế rồi. Đó, cho nên là rất là tự hào, đúng không ạ? Chúc mừng các anh chị đã đạt 1 triệu cổ phần. Mà dì Hà cố gắng là đạt triệu cổ phần đi dì nhá. 70 tuổi làm được điều đó, tại sao 27 tuổi, 37 tuổi, 47 tuổi, 57 tuổi, 67 tuổi không làm được điều đó, đúng không ạ? Chỉ có mỗi là người ta không thực sự khao khát muốn làm mà thôi. Còn khi người ta đã thực sự khao khát muốn làm điều đó thì trong tầm tay của họ thôi các anh chị ạ. Em biết nhiều những anh chị em ngoài kia 1 triệu 2 ai là người không có, đúng không? Không phải là ai là không có 1 triệu 2. Đấy, chỉ có điều người ta có dám đón nhận cơ hội thôi. Có thể người ta đi ra ngoài kia, người ta tiêu pha cái gì quá tay một chút, đúng không ạ? Có thể qua ra ngoài kia người ta tiêu quá tay một chút cũng 1 triệu 2 chứ 2 triệu nó là bình thường. Đấy, nhưng mà khi đến cơ hội này người ta lại không dám, đúng không ạ? Không dám đấy chứ không phải không. Và tại em làm một cái like, một cái video em đã nói rằng 1 triệu 2 bạn không dám thì làm sao bạn có 120 triệu. 12 triệu bạn không dám làm sao bạn có mà 600 triệu. Mà bạn không dám bỏ ra 25 triệu thì làm sao bạn có 1 tỷ 2 trong tay được, đúng không ạ? Và nhất là anh chị là một có cái phiếu 1 trên 75, 1 trên 70 bây giờ. Đấy, cổ phần nó rất là nhiều, đúng không ạ? Cổ phần nó sẽ gấp 3 lần bình thường cơ mà. Đó, cho nên là chúng ta phải tận dụng thời điểm vào, thời điểm bắt đầu các anh chị quyết định này mới là điều quan trọng, đúng không? Thế còn nếu như các anh chị mà có thể là 5-3 tháng nữa có thể nó vẫn còn, nhưng lúc đó là cùng cái số vốn này nhưng anh chị được bằng 1 phần 10 hoặc bằng 1 phần 100 của cái tập này thôi. Đó, cho nên nhiều các anh chị mà đã tìm hiểu qua rồi thì hãy cố gắng quay lại, đúng không ạ? Mà tìm hiểu lại đi. Đó, cơ hội giá trị nghìn năm có một đấy chứ không phải trăm năm nữa rồi. Kỷ nguyên mới mà, một công nghệ của kỷ nguyên mới này. Các anh chị đọc luôn ở trong văn phòng cá nhân ấy. Một công nghệ của kỷ nguyên mới chứ không phải không đâu. Mà kỷ nguyên mới tới đây các anh chị biết là đều chọn đồ sạch hết, đúng không ạ? Kể cả những ai sống mà không trong sạch, ngày sau nó có cái, nó quét hết chúng ta nếu mà cái tần số rung động không chuẩn, nó quét hết. Đấy, nói đây các anh chị không tin đâu, nhưng các cô chú anh chị trong group của em Thu là tin hơn rồi. Kim Thơ chia sẻ khi lên sàn bèo nhất cũng 100 đô nha. Kim Thơ thì cũng như chúng ta thôi quý cô chú anh chị ạ, nhưng cái sự hiểu biết cái mà niềm tin ấy, niềm tin thì Kim Thơ là có thể là mạnh tay hơn đấy. Còn tóm lại là em cũng có điều kiện hơn thì em mới nắm giữ nhiều cổ phần như vậy. Thì tuy nhiên chúng ta chỉ cần nói 1 đô trên 1 cổ phần thôi các anh chị nhé. Chứ còn lúc đó lên bao nhiêu, lên 100, 200 thì càng tốt, đúng không ạ? Bởi vì tập đoàn mình phát triển mạnh thì nó càng nhiều. Còn không phát triển mạnh thì nó lại ít thôi, đúng không ạ? Nhưng mà ít cũng không thể dưới 10 đô được, đúng không ạ? Nhưng chúng ta bây giờ hôm nay chúng ta chỉ tính 1 đô thôi. Đấy, cố gắng 1 triệu cổ phần ngày hôm nay. Thì trong tương lai ít nhất, tối thiểu nhất các anh chị cũng có 1 triệu đô rồi. Không thể dưới được. Không thể dưới 1 triệu đô được, bởi vì chúng ta đã được định giá rồi mà. Một doanh nghiệp
đã được định giá thì nó mới có cái độ bền vững và nó mới có giá trị về cái gì ạ, trường tồn về sau được. Chứ còn nếu như mà một doanh nghiệp mà không được định giá thì chúng ta cứ đầu tư vu vơ thì làm sao tiền của chúng ta làm sao chắc được, đúng không ạ? Phải có định giá, mà định giá cấp quốc, cấp chính phủ nhé, cấp chính phủ do nhé, chứ không phải là không đâu ạ. Còn mà chúng ta khi mà chúng ta là gì ạ, phát triển như này, chúng ta góp vốn, tài trợ vốn vào đây thì đã có bên thứ ba đấy theo sát và bảo vệ cái vốn của chúng ta rồi. Thế mà chúng ta còn không dám, mà chúng ta lại cứ đi làm những cái điều ở ngoài kia, xong mất mát, xong lại sợ, xong mất niềm tin ở thị trường, lại có người khác chia sẻ, lại sợ. Thế có đúng là gì? Do chúng ta, không phải do thị trường không ạ? Do mỗi chúng ta thôi các anh chị ạ. Trước đây em chưa thành công ở lĩnh vực tài chính cũng là do em, chứ không phải là do thị trường, đúng không ạ? Tại sao có nhiều người người ta không sao mà mình lại rơi rớt, đúng không ạ? Đó, thế đúng phải do mình không? Đó, cho nên là đừng đổ lỗi cho người khác, đừng đổ lỗi cho thị trường. Ví dụ các anh chị đổ lỗi cho Covid, đúng không ạ? Tại sao Covid có những người người ta kinh doanh được khi cái thời kỳ thời điểm Covid ấy, siêu giàu luôn, đúng không ạ? Có những người người ta kinh doanh cái lúc Covid người ta lại siêu giàu luôn. Cho nên chúng ta đừng đổ lỗi trong cuộc sống của chúng ta, nhiều cái lắm, nhiều cái mà bước ngoặt lắm, nên chúng ta chỉ có mỗi vượt qua nó, đón nhận và vượt qua nó thôi. Em Thu đầy dẫy kia, nhưng chỉ cần là chúng ta là mạnh mẽ lên, nghị lực lên, là dần dần thời gian nó sẽ gì trôi qua, và mọi việc sẽ tìm giải pháp để giải quyết, chứ đừng tìm lý do để bao biện. Cứ tìm lý do bao biện thì cái công việc đó, nói thật ra người ta gọi là nghĩ đến điều tích cực thì tích cực sẽ đến với mình, nghĩ đến điều tiêu cực thì tiêu cực đến với mình. Nghĩ hôm nay ấy là mình cố gắng giúp được ai đó, đúng không ạ? Giúp được ai đó thì chắc chắn là hôm nay ghi danh sách A, B, đúng không ạ? Kiểu gì ông A, ông B này cũng nắm giữ cái cơ hội này. Tập trung mà. Đấy. Cho nên là có cái cuốn sách tại sao, cái cuốn sách mà tại sao em muốn thích nhất đó chính là cái cuốn sách Sức mạnh tiềm thức. Không biết nó ở trong túi nào không ta? Đây này, cái cuốn Sức mạnh tiềm thức này nó... À đây là chúng ta, tôi muốn bạn giàu. Cái cuốn Sức mạnh tiềm thức ấy, các anh chị ạ, giá trị lắm. Các anh chị mà chưa mua được, anh chị cứ vào nghe Sức mạnh tiềm thức ấy. Cái đấy nó cả chữa lành ấy, cái bệnh trong người mình ấy, chữa lành ấy, chữa lành bằng cái đó. Thế xong rồi có những cái kiến thức về những cái luật hấp dẫn ấy. Chỉ đọc thôi, đọc và hiểu, ngấm dần thôi. Chứ nói thật ra với các anh chị này, mọi thứ đều phải học hỏi. Bất cứ một cái gì đều phải học hỏi. Chúng ta dạy dỗ con, chúng ta cũng phải rút kinh nghiệm. Lần này mình dạy như này nó không nghe, lần sau mình phải tìm cách khác để nó nghe, đúng không ạ? Chứ không phải là không, tất cả đều phải có sự học và có sự trải nghiệm. Và khi có trải nghiệm chúng ta mới có kinh nghiệm được, đúng không ạ? Cô có phiếu Kim Thơ tặng 1/100 đó Thu, nhớ không? Dạ con nhớ ạ, bởi vì hôm đấy là Thơ bảo là gì nhiều lớn tuổi như thế mà từ tận Tây Linh ra. Đấy, Thơ có cái tấm lòng cho đi, là em đã tặng gì một cái phiếu 1/100. Và dì đã được hưởng cái phiếu đó. Đó, chúc mừng dì. Chúc mừng dì Hà. Một người gọi là tuổi thì so với các con các cháu rất là cao rồi, nhưng mà có cái tâm thái rất là trẻ, rất là tư duy. Cho nên là Kim Thơ là muốn tặng dì để dì cố gắng đạt triệu cổ phần với dì nhá. Dì cố gắng nhá. À, chú Thắng đây rồi. Chú Thắng là một người chú cũng tuyệt vời lắm đấy này. Chú cũng rất nhiều cổ phần rồi. Hôm cách đây mấy tuần chú đã bảo chú có bao nhiêu nhỉ? Chú có hơn 5 triệu cổ phần rồi. Bây giờ lại đang trả góp gói 5.000 đấy, gọi 5.000 đô đấy. Thì các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Đó, đấy là Thu chỉ nói mấy cô chú ở trong livestream này thôi. Chứ còn những cô chú khác em Thu giúp á, các cô chú còn dùng cái cục gạch thôi cả. Đấy, dùng cái loại mà đen trắng ấy. Đó, chỉ có số điện thoại nghe và gọi thôi. Đó, thế nên là tất cả là em Thu bây giờ vẫn phải ôm đồ mấy chục cái ID, gần 100 cái ID là toàn những cái cô chú mà công nghệ kém, các chị ấy, dùng những cái Nokia gì đấy, những cái đây là không có điện thoại màu. Thế thì chờ khi nào mà có tiền để mua cái điện thoại cổ tức để mua điện thoại mới, và tới đây không phải mua, tới đây sẽ được tặng rồi, không phải mua nữa rồi. Hôm nay các anh chị em nhà mình đi đâu hết nhỉ? À, hôm nay nhiều các livestream của các anh chị ở bên Dubai, đúng không ạ? Dubai.
phát live stream để xem cập nhật những thông tin và những hình ảnh tại đất nước Dubai. Đó, các anh chị thấy không ạ? Không đi nhưng mà các anh chị em là muốn theo dõi để cập nhật thông tin để giúp những người đi sau đấy ạ. Đấy, bởi vì người ta đã muốn giúp là phải giúp đến nơi, đến chốn. Đó, giúp phải tận tình, phải thực sự là nghiêm túc và nói thật ra là cũng phải có một trách nhiệm vào đó, một cái trách nhiệm vào đó. Đấy, cho nên là bây giờ đã hơn 10 giờ rồi ta. Và các anh chị ơi, ít không sao, ít hay nhiều không quan trọng. Quan trọng là em Thu vẫn tâm huyết với công nghệ Ulisky này, là muốn giúp cộng đồng Việt Nam chúng ta có cổ phần gốc của Ulisky mà thôi. Thế thì các anh chị thấy không ạ? Chúng ta muốn trở thành một nhà đầu tư lão luyện thì chúng ta cần phải học hỏi. Đấy, ông Warren Buffett, nhà đầu tư huyền thoại, ông nghĩ là gì ạ? Muốn dịch chuyển những nơi mà có rủi ro thấp sang rủi ro cao để ông ấy học cái cách để quản lý cái rủi ro đó, thì cái dòng tiền của ông ấy sang cái gì nơi rủi ro cao thì và học cách quản lý đó thì mới gì ạ, ý muốn nói là họ tìm được mấy cái chỗ gọi là mạo hiểm và tiềm năng, đúng không ạ? Nó đi đôi với nhau thì đương nhiên người ta có cái kiến thức, có cái kiến thức để người ta gì ạ, theo sát. Và khi người ta đã có cái kiến thức đấy rồi, người ta bám sát cái dòng tiền của người ta rồi thì không thể gì ạ, không thể chệch được bao nhiêu đâu các anh chị ạ, rất là chuẩn. Đấy, cho nên chúng ta có cái cổ phần ngày hôm nay, các anh chị cứ chịu khó cập nhật thông tin. Đấy, thông tin là tiền mà còn quý hơn cả tiền. Mà khi các anh chị thấy không ạ, khi chúng ta có một cái văn phòng cá nhân để chứa đựng cái tài sản của chúng ta, đúng không, nắm giữ cái tài sản của chúng ta mà mang tên chính chúng ta chứ không phải ai khác, thì các anh chị cứ vào trong đó. Trời ơi, đến bây giờ gần 3 năm rồi nhưng em vẫn còn chưa, tức là chưa đọc hết, chưa đọc kỹ hết tất cả những cái mà ở trong cái gì ạ, tập đoàn, công ty người ta đưa lên cái chính cái văn phòng cá nhân của chúng ta. Nó minh bạch từng chi tiết nhỏ các anh chị ạ. Từng chi tiết nhỏ luôn, nào có một trang chủ tịch riêng này, rồi vào công, các anh chị search vào công nghệ và blog các thứ này. Ôi trời ơi, những cái đó bây giờ em còn chưa đọc hết ạ. Bởi vì ạ, các anh chị biết không ạ, thời gian mình còn phải học cái khác, thời gian còn đi giúp cộng đồng nữa. Cho nên cái nào quan trọng nhất thì mình học trước, học cái như thế nào là rủi ro và như thế nào là quyền lợi. Đấy, học hai cái ý trước, và những cái mà lý do từ đâu mà không là rủi ro, hoặc là rủi ro bao nhiêu. Đấy, bao nhiêu phần trăm rủi ro. Này em này, em chat gì đây? Chắc không phải để chờ live stream xong mới trả lời được. Đấy, thì quý cô chú anh chị thấy không ạ? Đấy, chúng ta chỉ cần... Chết rồi. À rồi, ok rồi. Với các kênh đầu tư khác ngoài kia, chúng ta cái nào cũng cần thông tin. Nhưng cái Ulisky này chúng ta có người đi trước hướng dẫn cho tất cả quý cô chú anh chị đi sau để hiểu ra thôi. Khi hiểu ra rồi, quý cô chú anh chị nắm giữ bao nhiêu thì tùy thuộc vào quý cô chú anh chị, đúng không ạ? Hôm nay em có những đối tác là đã thanh toán hết cái gói ghi danh vừa rồi. Hôm nay có một cô ở Hải Dương. Đấy, một cô Hải Dương cũng thanh toán cho cháu nữa. Đấy, dưới em Hoa ấy. Đấy, cũng thanh toán cho cháu là cái gói ghi danh. Thế thì các anh chị thấy không ạ? Khi hiểu ra giá trị, bản thân em Thu hay tất cả các đối tác em Thu giúp đỡ, họ đều liên tục gia tăng tài sản. Bởi vì người ta biết là cơ hội chỉ có một. Cơ hội chỉ có một, mà khi có một tháng này có 1 triệu, tháng kia có 2 triệu là họ cứ gia tăng tài sản như thế thôi. Nhưng tuy nhiên họ sẽ tìm những cái lúc mà có ưu đãi, đúng không ạ? Ưu đãi tức là đằng nào bên công ty người ta, công ty quỹ người ta cũng gì muốn là gì ạ, nhanh tiến độ, đúng không ạ? Người ta cũng phải có cái chiến lược có ưu đãi để cho các đối tác, có cho các nhà tài trợ nắm giữ thêm. Thì nhà tài trợ cũng có nhiều tài sản, mà bên công ty họ cũng gì xong cái hợp đồng với công ty mẹ, đúng không? Đấy, thì đương nhiên là được cả đôi đằng. Thế thì tội gì chúng ta không tận dụng cái lúc ưu đãi, đúng không? Tận dụng cái ưu đãi. Thì các anh chị biết không ạ, cái nắm giữ cổ phần doanh nghiệp mà chúng ta tài trợ với những start up như thế này ấy, thì thực sự nó là một cái kênh đầu tư mạo hiểm nhân ái, đúng không ạ? Nó là một kênh đầu tư mạo hiểm nhưng mà nó lại nhân ái. Ở cái chỗ là gì? Chúng ta từ cái vốn rất là nhỏ, nhưng chúng ta có biết không ạ? Trước đây nếu như 2014
Em Thu và các anh chị, các cô chú không dám nắm giữ cái cổ phần này đâu. Bởi vì lúc ấy nó chưa có cái gì, nó chỉ ở trên những ví dụ như là ở trên những cái tờ giấy như này thôi ạ. À, lúc đó có là bản vẽ 3D các thứ thôi. Chúng ta không dám tin để chúng ta nắm giữ cổ phần của cái công nghệ này đâu. Nhưng từ năm 2014 đến giờ, những cái người có tầm nhìn hàng trăm năm, những cái người có tầm nhìn mấy chục năm, đúng không ạ? Đấy, thiên niên kỷ rồi thập kỷ đó, thập kỷ kia, thì người ta mới dám nắm giữ từ 2014 các anh chị nhá. Người ta đầu tư bằng tầm nhìn đấy ạ, chứ không phải người ta đầu tư bằng tầm mắt đâu. Bây giờ anh em chúng ta, cô chú anh em chúng ta là đang đầu tư vào cái học theo cái tầm nhìn của những người thành công đó thôi. Còn chúng ta chưa thể nhìn được ra bằng như họ đâu ạ. Đấy, chúng ta chỉ học theo thôi, gọi là ăn theo đi theo những cái tầm nhìn đó thôi, và chúng ta nắm giữ thôi. Thế còn chúng ta để mà nhìn được, nhận ra cái cơ hội, cái tiềm năng của cái công nghệ này mà được gật từ năm 2014, em đảm bảo chả ai dám đầu tư vào đây. Không ai dám đầu tư đâu, đúng không ạ? Không ai dám tài trợ với công nghệ vào cái lúc mà nó sơ khai, vẫn còn trên bản vẽ đâu ạ. Thế thì năm 2016, cuối năm 2016, em Triệu Tâm, đấy, tên chuẩn nhất của em là Nguyễn Văn Tâm, em là người Thanh Hóa, em đã sang bên tận, qua trang web, và em đã sang tận bên công ty, đúng không ạ? Sang tận bên công ty, thì đương nhiên, lúc đó công ty nó còn sơ khai như thế, nhưng em cũng học được cái tầm nhìn dài hạn của những người thành công đi trước, không phải Việt Nam, mà những người ở quốc tế, đúng không ạ? Các cấp chính phủ đấy ạ. Thì đương nhiên là em mới mang cơ hội này về Việt Nam. Nếu như em Tâm mà không dám mang cơ hội này về Việt Nam, hoặc là em Tâm không dám nắm giữ, thì ngày hôm nay liệu chúng ta có hay không? Đúng không ạ? Chúng ta luôn luôn biết ơn những người đi trước. Nếu như mà em Tâm không mang về thì cũng có thể người khác mang về, nhưng mà có thể rất là muộn mới mang về. Hoặc là có khi là biết đến thì lại hết rồi, như Facebook chẳng hạn, đúng không? Như Facebook, như là Amazon, như là Apple, các thứ chúng ta làm gì có cửa. Đó, những cơ hội nó qua rồi. Và thứ hai là người ta không thu hút vốn cộng đồng. Người ta không áp dụng cái crowdfunding thì cũng không đến lượt chúng ta đâu ạ. Kể cả nhìn thấy còn nhưng mà chúng ta cũng không đến lượt đâu. Bởi vì có đủ điều kiện mà. Đấy, em kể cho quý cô chú anh chị, trước khi em xuống live, em kể cho quý cô chú anh chị nghe cái câu chuyện của Robert Kiyosaki. Đấy, trước đây ông ấy học xong và bắt đầu ông ấy đi làm đấy ạ. Ông ấy làm về bên hàng không ạ. Thế thì bên hàng không thì khi ông ấy gặp cái người bạn và cha, cái người cha nuôi đấy, người ta có ông ấy viết một cuốn sách. Khi bố đẻ ông ấy mất là ông ấy viết một cái cuốn sách dạy con làm giàu ấy, tức là cha giàu và cha nghèo đấy. Thì ông ấy viết cái cuốn đó, thì khi ông ấy lúc bố sống thì ông không dám viết. Nhưng khi ông bố mất rồi thì ông ấy dám viết, đúng không? Thế ông ấy viết cái cuốn đó. Khi ông ấy viết, ông chỉ thả cái cả cái tâm ông ý và viết vào cuốn sách đó thôi. Ông không nghĩ là ông ấy bán chạy như thế đâu các anh chị ạ. Và khi ông ấy quay về, ông ấy muốn thấy là người bạn mà trước đây học cùng mình, mà cái người cha nuôi đó trước đây cũng cảm thấy bình thường, sao bây giờ mình đi một thời gian mấy năm, 7 năm, 10 năm mà về họ đã giàu, siêu giàu như thế. Và ông ấy đến gặp và trong bữa ăn, và ông ấy đã đề cập đến cái việc là cho ông ấy làm chung ấy, tức là đầu tư chung ấy. Thế nhưng mà cái ông bố kia thì im lặng, còn cái người bạn ấy, tức là tên là Mai ấy, bạn Mai đấy, là bạn ấy đã nói với ông Robert Kiyosaki rằng là cái này phải đầu tư, phải đủ điều kiện mà. Đấy, ví dụ như là đủ điều kiện phải là thu nhập 200.000 đô một năm, đúng không ạ? 200.000 đô của mỗi người một năm, sau đó là phải được định giá cái tài sản hàng triệu đô, đúng không ạ? Thế thì khi ông Robert Kiyosaki này, ông ấy không đủ điều kiện thì ông ấy cũng không có cái vé để mà đầu tư vào những cái sắc ốc như ông cha nuôi và người bạn đó được. Đấy, thì phải chấp nhận qua một môi giới, qua một người khác thôi. Thế thì đương nhiên cái lúc đầu thì người bạn khó nói, mãi vì sao mới dám nói, nhưng cái người cha ấy cứ để cho con trai nói thôi. Thế cuối cùng thì ông Robert Kiyosaki này, ông ấy nhận ra rằng à, cái này không đủ điều kiện là không thể góp được. Hóa ra là mình đi làm bao nhiêu năm, đấy, 7 năm, 10 năm đó gì, bây giờ tính lại mình chẳng có gì trong tay. Đấy, tiết kiệm lắm mới được có mấy nghìn đô. Thế thì đương nhiên là một người ở nhà, người ta chả phải đi làm cái công việc như là ví dụ bằng bằng cấp nhà nước chẳng hạn, thì đương nhiên người ta ở nhà người ta vẫn kinh doanh ra rất nhiều tiền. Qua cái bài học đó mà ông ấy viết lên cái cuốn sách Cha giàu cha nghèo các anh chị ạ. Đấy, thì khi bố ông ấy mất thì ông ấy dám viết cái cuốn sách đó. Thì bình thường như một người cha ruột, một người cha nuôi thì kể cả bất cứ ai cũng đều là bênh và nghĩ đến người cha ruột hơn. Nhưng ông Robert
Kiyosaki ông lại nghĩ cho nhân loại, nghĩ cho cái thế giới này, đúng không ạ? Và cái cuốn sách, những cái cuốn sách cha giàu cha nghèo như này thì theo quý cô chú anh chị mà cái tập sách của ông ấy này, ông ấy viết này, nói thật ra nhiều đời của chúng ta cũng đều đọc cũng không thấy phí đâu ạ. Đấy, đọc rất là tốt. Đấy, về kể cả là có những cái cuốn cái ở tập 10 và tập 11 ấy. Đấy. Và những cái kinh doanh của con cái mình sau này thế rất là hữu ích nhá. Thế cho nên là vì cái cuốn sách này mà không phải ông ấy viết lên mà ông ấy nổi tiếng ngay đâu các anh chị ạ. Cũng là một cái dịp ông ấy dám quay lại khi 6 ngày liền lái xe đi sang một đất nước khác. 6 ngày trên đường mà cuối cùng có một cú điện thoại của vợ gọi về để đến gặp một người nổi tiếng. Để gì nói về cái cuốn sách này mà ông ấy quyết định quay lại. Đấy, quyết định vừa đi 6 ngày trời, vừa đến nơi cái cú điện thoại của vợ lại quay về luôn, lại tiếp tục. Thế là kịp đúng cái ngày cuối cùng ông về đến nhà là bắt đầu là cái ngày gặp cái người nổi tiếng. Và khi các anh chị biết không ạ? Và một cái buổi gặp hôm đó mà cái sách này bán được là gì ạ? Hàng triệu cuốn sách này. Thế thì đương nhiên một cái người nổi tiếng mà ông ấy bán đúng một cái buổi đó thôi bằng ông ấy bán hàng bao nhiêu năm, đúng không ạ? Thì đương nhiên là cái phần trăm ấy phải trích cho cái người nổi tiếng kia. Đó, thế nhưng mà ông ấy đã kiếm luôn được là những triệu đô ở trong cái cuốn sách ngày hôm đó. Thế nếu như ông không quyết định quay lại ngày hôm đó thì liệu có gặp cái dịp để mà cái cuốn sách này nó nổi đến bây giờ không ạ? Đấy, dù nó tốt. Cho nên tất cả chúng ta đều phải biết rằng thời điểm nó rất là quan trọng. Khi chúng ta mà gì ạ, quyết định một điều gì đó dù nó nhỏ hay lớn cũng là một quyết định, đúng không ạ? Các anh chị, ngày hôm nay các anh chị quyết định không nắm giữ, không tài trợ vào Uniska cũng được, cũng là một cái quyết định. Nhưng các anh chị quyết định nắm giữ 1.000 đô, 2.000 đô, 25.000, 10.000 hay 100, 25, 100.000 cũng là một cái quyết định, đúng không ạ? Do mỗi chúng ta, quyết định nào cũng là một quyết định. Nên là chúng ta cần quyết định cái gì là chúng ta là gì ạ? Xem kỹ, nghe kỹ, hiểu kỹ và chúng ta quyết định thì nó sẽ gì hình thành ngay lúc chúng ta quyết định đấy ạ. Thế thì hôm nay là em lên giao lưu một chút thôi, một lúc thôi. Bây giờ cũng hơn 10 giờ rồi. Thế em xem là các anh chị ở bên Dubai xem có quay về bên này là những cái live stream có em thấy là có cái gì thông tin gì hay không thì em sẽ cập nhật được thông tin. Và quý cô chú, nếu mà em hay là các anh chị em mà live stream là em biết là em hay chia sẻ vào cái trang cá nhân của em đó, à cái tường nhà em đó, thì anh chị thỉnh thoảng mà thấy mà phát live stream ấy thì các anh chị cứ vào tường nhà em mà xem, em hay chia sẻ lắm, bởi vì em muốn là nhiều người biết đến, mà nhiều người biết đến cái cơ hội này đấy. Nên là tất cả chúng ta là hãy quyết định nắm giữ cổ phần Uniskai và nắm được càng nhiều càng tốt nha. Cảm ơn bạn nhiều nha. Vâng, cảm ơn dì Hà. Và bây giờ em xuống live đây ạ. Chúc tất cả nhà mình ngủ ngon ạ. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.